Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng khám phá cái đầu tiên nha. Traffic Reader. Let's go. Ok. Oh my god, không thể luồn qua được cái nỗi nhỏ kia. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go. Ok. Cái này phải đùi lại rồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ tiến lên. Okay, let's go. Wow.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. As fast as. Let's go. Rồi, cái này phải mua xe vào. Bọn tiền có thể mua xe kia để trải qua cái map mới. Ok rồi, map này cũng khá là đẹp. Oh my god. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ tư. Risk Club. Let's go. Ok, let's go. Chuẩn bị vào đường đua thôi. Oh my god. Gì đây? Thank you.
chèn nhau. Cái này có vẻ không có nút phanh. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Alpha Extreme. Let's go. Let's go. Ok, rồi, mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Rich Moto. Dream Play. Let's go. Let's go. Thank you.
Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Good day, rushing guy. Oh my gosh, hình như là tựa game này đang bị lỗi rồi. Có thể là phiên bản update mới đang bị lỗi. Mình không vào được. Và đen tuyền đây. Wow, 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 wow. Rồi ok, vậy thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Let's go. Ok. Oh my gosh. Wow. Rồi nó phanh như nào đấy. Oh my gosh. Cái này đùa rất là khó, khó hơn cho cha Fix Reader nhiều. Ok, nhưng không sao. Mình cái này ấn một phát là nó sang luôn. Rất là khoan. Mà lại không có phanh. Oh my gosh. Xem phanh chỗ nào. Không có tay phanh các bạn. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. CR Rushing 2. Let's go. Đùa thôi. Ui. Thank you.
Các bạn có thể cây tiền sau đó thì sẽ mua cho mình một con xe hoặc là mua những cái cạp thẻ rồi mở ra xem có được xe nào ngon không. Let's go. Rồi mình sẽ đua tiếp 1007 lên Corvette. Đua một xe màu trắng. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo, Speed Moto. Cái này các bạn đua, các bạn có thể update cho xe. Đây còn có cả tay phanh. Còn cái xe đua vừa rồi đầu tiên kia là không có tay phanh luôn. Phanh nhưng mà cũng rất khó điều khiển. Ok, this story. Season 7, ok. Oh my god. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game tiếp theo, Rush Rally 3. Let's go. Level.
Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Digital Listen. Let's go. Vâng. Đổi với xe khác thôi. Oh my god, mình thua vậy. Phải thật. Ok, không sao. Let's go. Vẫn thua. Wow. Cái chàng này bắt buộc phải nâng cấp thêm thì các bạn mới thắng được. Nếu không thì sẽ thua. Mình xem có con nào nâng cấp không. Vào đó. Hai mươi nghìn đặt thế. Oh my god. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.